Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà, em chào các ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh Ngọc Diệu Vlog cái gì? Chào mẹ. Con chào. Rồi con chào chưa? Con chào rất là chào nó nè. Hello chào cả nhà. Giờ con đi đâu? Bữa nay con đi đâu? Con chơi. Cả nhà ơi. Con đi chơi vui quá. Con đi chơi đi siêu thị, bữa nay chở chuột đi vô quen cơm chơi nha cả nhà. Có không cái này quen cơm không ta? Đúng rồi, nay chở đi quen cơm chơi. Này hai mẹ con em, ba mẹ con em đi nghe cả nhà, mời cả nhà. Nay chuột á thì chỉ có chơi thôi cả nhà, chuột chỉ đi vô đây chơi vô mấy khu rồi chơi cho chuột chơi thôi cả nhà. Dạ mời cả nhà đi theo em đi sao? Go. Con đừng ngậm tay rồi đi. Chạy. Giờ nó buông nó ra cái là cho nó chạy, cái là nó chạy đó cả nhà. Này, như này. Từ. Này. Biết rồi, không thẳng từ từ. Sao chú chị cho em nè. Nó quấn cái quán hết trơn cả nhà. Ôi ơi mát quá ta. Mát quá cả nhà ơi. Này con gì? Con gì? Nặng nè. Đó. Mẹ mẹ dính. Không thẳng từ từ. Nó gấp lắm cả nhà, nó đi lên đấy rồi không có kịp với nó đâu. Em nói cả nhà nghe hả, đi lên nó cắm đầu nó chạy không? Nó chạy không, chạy đâu kịp nó đâu nè. Tới chơi rồi mà. Tới chơi rồi mà, nghe nói không, nó tới chơi rồi. Tới chơi rồi. Ừ, nó đi chơi. Là em nói chị cả nhà nghe hả, là nó cắm đầu nó chạy không, chụp nó không kịp. Từ từ, từ. Bước lên đàng hoàng nè. Bay. Bay, trời nó bay. Giờ đi hướng nào, hồi như còn lên trên nữa. Như là chơi chơi anh em. Đi vòng vòng thôi, dưới này có gì đâu. Nó kêu em đi dạo vòng. Gái nó kêu đi dạo vòng cái nhà ơi. Chơi nặng. Bắt chị ba ẩm à? Đó. Mình nào nó bán nó ăn mà. Ở dưới này thì bán khu trang sức không à? Không, cái này. Ở đây bán trang sức không mà con? Không. Bên kia gì? Kiếm gì? Đó. Nè. Chuột đi chơi chuột có thích không? Thích. Thích. Mẹ ơi, biết không mẹ? Biết không? Không, mẹ không thích đâu, tốn tiền quá à, trả chuột đi tốn tiền, mẹ không thích đâu. Vui không? Em đi chơi. Hỏi mẹ đi chơi mẹ có thích không? Mẹ đi chơi vui không mẹ? Đi chơi vui không hả? Không. Không vui, buồn. Chuột mẹ đi. Buồn, okay, mẹ buồn. Chuột đi chơi vui hả buồn? Mẹ buồn. Ừ, mẹ buồn. Đừng buồn, chuột đi chơi nè. Đừng buồn, chuột đi chơi nè. Nhớ. Mẹ đi chơi nè. À, đó. Ở đây thì bán những đồ mỹ phẩm không à, phải không? Này. Đừng có chạy chuột ơi. Chạy kìa. Chuột nha, chuột nha. Con mà chạy đi một hồi là mẹ bỏ đó. Tôi lại tới quán nước rồi. Ba mẹ con lên tới tới khu bán đồ ăn này cả nhà ơi, tới khu bán này bán kia rồi nhưng mà chưa có ăn, chút cho chuột đi chơi chút gì hãy quay lại ăn ha cả nhà, kiếm gì ăn đây. Cháu nó mẹ gì luôn á. Chơi trước đi chứ giờ giờ tới giờ công chiếu rồi. Khu trò chơi ở đâu ta? Giờ em đương đi kiếm chỗ lên khu trò chơi á cả nhà, tại vì nào giờ em cũng chưa biết cái khu trò chơi nó nằm ở đâu. Chuột có thì lên đây chỉ có chơi trò chơi thôi. Con đi hả? Con đi. Không có biết. Con đi. Từ 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 dính nha. Trời ơi nó đi hay không cả nhà. Em sợ gần chết luôn á. Nó kìa, nó. Đi từ từ. Coi kìa cả nhà ơi, coi kìa. Từ từ, dính em chứ. Vô. Trời ơi, ghê chưa. Tới trò chơi chưa? À, giờ tới khu trò chơi rồi đây cả nhà. Kìa. Dính em. Ừ, cho nó vô cái khu mua vé này nè. Giờ cái đầu cho chuột vô khu trò chơi chơi cả nhà. Rồi đó. Đi vô, vô trong đây đi.
ở nhà biết không, nó không có ăn, nó không có ăn uống, không thịt cá cho nó, bởi vì đi chỉ nó đi chơi thôi à. Rồi đi về để vô cho nó luôn trò chơi cho nó chơi, và đứng đợi mua vé nè cả nhà. Đây cả nhà, xong rồi mua vé xong rồi, nhưng mà ở đây là phải mất mang giới cả nhà. Rồi ngồi chị ba ngồi mang giới cho chuột đi, nãy có giới ở nhà mà không biết đâu có đem theo đâu, nó giờ phải đi mua cái giới 20.000. Bỏ dép vô, bỏ dép mẹ vô. Em đã dép rồi. Rồi, rồi giờ đi chơi thôi. Giờ tới vô đây, tới vô đi chơi rồi, tới giờ nó đi chơi rồi đó. Đó. Kìa, hai ba nhà banh luôn kìa. Trời ơi, nó lái xe. Hả? Cái này chắc phải bắt mua vé hay gì á, mua vé mới được chơi. Chỉ có chơi là chơi mấy cái miễn phí trên kia kìa. Mua một mua một vé vào cổng gì là một em bé, một phụ huynh là 100.000, có thêm một phụ huynh đi theo nữa là 20.000 nữa, là 120 cả nhà. Rồi là cứ chơi được những trò chơi này là thoải mái cả nhà. Còn mấy cái trò chơi mà nhúng nhúng thì không có phải mất mua thẻ nha cả nhà. Như những trò chơi này nè phải mua thẻ nè, rồi những trò chơi này phải mua thẻ mới chơi được đó. Còn như là chơi cát này rồi, vào khoan đừng có cho em chơi, vô chơi cát trước nha, chơi cái khác đi đó. Rồi nó chạy cả nhà ơi. Nhà đó. Thôi đi ra đi cho bạn chơi đi, bạn đừng chơi trước, con đi chỗ khác chơi đi. Thôi đi, thôi đi ra ngoài đi, chuột ra ngoài nè, chuột ra ngoài này, chuột ơi. Ra ngoài này có đồ chơi nhất rồi, cứ ngậm. Mở xe đỡ. Bỏ xe đi, bỏ xe đẩy đi, con lấy xe đẩy đẩy đi. Bỏ xe đỡ mẹ ơi. Rồi bỏ vô đi rồi đẩy, rồi đẩy đi. Nó gớm đó, nó rồi nó đẩy xe đi, muốn đi đâu nó đi. À, vô đây thì chơi những cái trò chơi này miễn phí, cả nhà chơi là chơi thoải mái, chơi dừng là chơi, chơi tới hết giờ thì về, tới giờ tao đóng cửa thì về. Chuột con đứng làm gì đó, rồi rửa tay nữa kìa, nó ghê chưa. Đứng làm gì chuột, chuột con đứng làm gì hả? Hả? Ở đây là những trò chơi nấu ăn đó cả nhà. Rồi mua một xe trái cây luôn, chuột đã dắt em đi bán coi rau coi. Ăn nghe nó khỉ. Rau coi. Em ai chơi đó. Rau gì? Em mua cà gót đó. Ai mua cà gót không? Đâu cà gót đâu chú ơi. Cà gót ở đâu? Nè. À, kêu chị ba lại mua đi. Chị nhắc chị nè. Đó, anh có lương bán đó. Trời ơi, biết dặn nữa kìa đó. Cả nhà ra nó biết dặn nữa. Rồi chị ba lấy ăn cắp mất tiêu. Rồi chị ba ăn cắp cái vỏ mất tiêu rồi. Chị ba ăn cắp cái vỏ mất tiêu rồi. Dạ, dạ. Thôi trả cho em đi. Rồi cả nhà ơi, cho nó chơi vòng vòng chút rồi hồi cho nó chơi xong rồi mấy người con đi ăn. Mấy người tiếp theo cả nhà ha. Chú ơi, đừng có đâm lũng luôn á. Cả nhà ơi, bây giờ là hai mẹ con em á, mít còn trái không? Hai mẹ con, ba mẹ con em cho chuột đi chơi nãy giờ rồi đó cả nhà. Đi chơi nãy giờ lâu lắm rồi, mấy tiếng đồng hồ rồi đó cả nhà. Bây giờ chơi xong mệt rồi, giờ ra hai mẹ con ra ngoài đây ngồi ăn luôn cả nhà. Giờ hai mẹ con em cũng đã kêu món luôn rồi. Kêu món một con bồ là hai mẹ con luôn. Đừng kêu món combo hai mẹ con luôn là 230 mấy ngàn á cả nhà. Bây giờ ngồi đây ba mẹ con em đợi món ra ăn nha cả nhà. Em mời cả nhà thưởng thức với em nha. Kìa. Yeah. Đó. À, chào cô đi. Chào cô, mẹ lên kêu. À con cảm ơn cô. Chú uống nước ngọt không? Dạ chị em uống nước ngọt. Rồi chị ly với ba ly với con với mẹ ly thôi. Giờ con mời các ông bà đi. Con mời. Con mời các ông bà. Dạ mẹ ăn uống ngọt. Trời trời, mời các ông bà uống nước ngọt với con. Nó mời gì đó, cả nhà nó gấp. Hả? Uống đi, uống đi. Khát nước rồi, chơi nãy giờ chơi chẳng thêm đâu có mua nước con gì cho uống đâu cả nhà. Về đi. Ừ, gà nặng quá.
gà gắt cổ à. Gà nặng quá mẹ. Gà nặng quá hả? Gà gắt cổ này nãy nói gì ta? Này con cá. Con cá không? Gắt cổ à cả nhà. Kêu con cá nha. Rồi hai mẹ con cả nhà ngồi chờ đợi món kêu ra nghe cả nhà nha. Đây né dọn dọn cho cô ra. Đây tới giờ bưng lẩu ra rồi cả nhà ơi. Lẩu rồi. À, nóng. Nóng từ từ cô mới chiên. Cô mới chiên, cô đem ra. Rồi. Ngon cơm rồi. Từ 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 nóng lửa đó con. Trời đi ăn có con chuột này là phải sợ cái ba cái này nè. Sợ lửa nè. Rồi mời. Nó xong rồi. Đây đây ba chiên cho. Giờ xong rồi đó cả nhà, giờ mấy cô đem bưng ra nè, đây cả nhà. Một combo 200 mấy của em đây là nó có một phần xúc xích nè, tay tay chiên nè. Ở đây thì bằng cơm bò xào cả nhà. Đó. Cơm bò xào và một cái lẩu. Bún. Có được hai con nghêu, hai con tôm, hai cục chả cá và một bát mực và một bát cá cả nhà. Hỏi đó, một đĩa bún. Ăn rồi, đâu con mời coi. Ăn nói lớn lên, sao nói gì nhỏ xíu vậy? Nhà ăn viên chiên của con. À, mời cả nhà ăn viên chiên với con. Ăn nóng. Từ từ, nóng. Đây, rồi cả nhà, giờ hai mẹ con em ăn cơm, có một đĩa cơm, một chén thôi. Giờ hai mẹ con em sẽ chia ra nghe cả nhà. Chia ra, rồi cái đầu quay lại ha, ăn cái lẩu cả nhà ơi. Đây, mẹ xớt cho con miếng. Con ăn nhiều cơm thì mẹ ăn ít thôi, mẹ không ăn nhiều đâu. Cũng nhiều đó chứ không ít đâu. Rồi còn đồ xào thì tự gấp đi ha. Đồ xào bỏ đây đi rồi không có nước tương hết à. Chấm nước mắm luôn đi con. Quên em muỗng con nè. Muỗng nước ngọt. Cho chú uống nước ngọt nữa hả? Cơm bò và cô chú ăn cơm với con nè. Cô chú uống nước ngọt của con. Mà ông bà cô chú uống nước ngọt với con nghe nói không? Cho biết rồi. Cơm ngon hả? Con uống nước với con. Thôi em mời tất cả các ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cơm ăn với em nha. Lần đầu tiên hai mẹ con em mà mới dám vô tới cái siêu thị vô quen cơm ăn nghe cả nhà. Hồi đó tới giờ chưa bao giờ, chưa bao giờ ăn, còn ở nhà ăn không à. Bữa nay hai mẹ con em chơi sang một bữa. Sẵn chở chuột đi chơi rồi ấy luôn, nước nó sôi rồi cả nhà. Phải ăn cơm trước đi rồi mình hái ha. Thôi mời cả nhà dùng bữa rồi. Cơm chiên. Cơm chiên rau xào. Gì đó con? Cái da con không thích á. Dài 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 nè. Cái da dài dài, cái da nó chiên giòn lên nó dài dài lắm, bỏ thôi nè. Nó bỏ múc à. Thôi rồi cả nhà, bỏ cá đi trước, được hai cái lát cá lớn nữa nè. Cá hình như cá bao xa hay vậy. Nhiều. Hai con tôm. Cái nào? Tôm trong đó đó, hồi bà lột tôm cho chuột ăn được tôm. Đó nó có nhiều đó cả nhà. Gạo thì nhiều. Cho em nè. Tôm hả? Tôm mẹ thả vô rồi cho nó chín chút xíu đi mẹ lột cho. Rau thì rau muống, rau muống với rau cần, không có rau cần em cũng bỏ lại cả nhà. Rau cần nó hơi hôi em ăn không được. Nhiều. Em chỉ ăn được con muống với bắp chuối thôi, chứ con nhút thôi. Ây da, bỏ vô mấy lá cho nó thơm thơm đi. Con nhút với bắp chuối hồi em trụng sau, cho cái này nó chín đi cả nhà. Con ngồi trên té nha, sao con lấy cái nĩa con năm mẹ hả? Ăn thử miếng cơm không? Không ăn không ăn rồi, chịu nó ăn một chén cơm ở nhà cả nhà. Cuốn nước ngọt. Ăn được không?
là đúng không đó chị 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 không đây chị 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 ăn cơm đi, ăn hết này đi rồi mẹ cho. Ăn dưa nó gì cho con chuột đi, chị ăn đâu? Chuột ăn cái chuột hả? Ăn đâu? Đâu mà con không ăn hồi chua đâu, con được có ăn. Ăn hơi tay đi. Ăn chút chút đi. Ăn mà, mà. Không thấy phần cơm chiên thì sao? Hả? Cái đồ xào này lấy cái được. Đồ xào thì đúng không? Mà có cơm chiên thì lấy mẹ chiên nhà ăn ngon hơn. Không bằng em chiên ở nhà ăn cả nhà. Hay là tại cái khẩu vị em ở nhà ăn nhà nó quen rồi. Đó giờ tao ăn nhà không mà khẩu vị nhà nó quen rồi. Con tiếp đi, ăn tiếp bỏ rau với bò này cho hết đi con. Con ăn miếng bò bự đó đi, ăn miếng bò nhỏ này cho. Nha mấy con mồi dụng dụng này cho, ăn rau rồi vô. Ăn bún thì gấp bún đi. Chờ điện thoại ngồi đi rồi, không ăn, không thích ăn có nhờ. Để cơm, tôi để bún mẹ. Có bún cho nhiều quá. Bún cho nhiều quá nhà, để bún nhiều, con gái em nó gấp rồi đó. Này ăn bún với ăn nước với rau thôi. Cái thịt mỗi thứ có hai món à. Mỗi thứ có hai món à cả nhà. Chua cay mà nó hơi bị lạc lạng, không có đậm vị chút cả nhà, không có vị ngọt chút. Con gấp con cơm đi, có một thứ một cục gì đó, con gấp một thứ một cái. Gấp thứ một cục cái. Ừ, người một cái. Chấm nước mắm nè, chấm cho nước mắm nữa là vừa ăn. Nó lóc da rồi. Chuột ăn tôm không chuột? Chuột ơi, ăn tôm không? Gấp cỡ vào ngoài cho nó nguội. Gấp bỏ tôm ra ngoài đi cả nhà, cho nó nguội hồi lột. Lột cho chuột nó có ăn thì nó ăn. Mà cay này sao chuột ăn không được á. Ăn con yêu cả nhà ơi. Con ăn yêu không? Con mấy con rồi? Hai con à, mỗi thứ hai con à. Con ăn chả cá ăn đi, mẹ không ăn đâu. Yeah.
xích hơi mặn. Nước thích thì ngon cái này. Nước thích thịt nhiều, thịt với mỡ nhiều, nước bột đó. Nước thích này ngon. Ăn hơi mặn nha, ăn mới đầu cái miếng đầu vô nó không có mặn rồi sao muốn sao mặn nha. Nhưng ăn nhiều cái nó mặn lắm nha. Chuột ăn còn con nữa kìa con, ăn hết tên đi con. No chưa? Để mời no chưa? Thôi mời cả nhà dùng thêm miếng nước nữa nha cả nhà. Thôi cả nhà ơi, clip em cũng dài rồi đó cả nhà, cả nay chở chuột đi chơi và ăn uống hai mẹ con em cũng dài rồi cả nhà. Em cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều đó, yêu thương ủng hộ em nha. Ai mới đến cho anh em nhớ cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ cả nhà. Em chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Em bé bye. Chuột ơi con bé bye ông bà đi con. Chuột còn ngồi ăn con tôm nữa cả nhà. Bé bye đi. Bé bye ông bà. Còn ngủ rồi, 9 giờ mấy rồi cả nhà. 9 giờ mấy rồi, còn ngủ rồi cả nhà. Giờ thôi em cũng chở chuột về luôn rồi cả nhà ơi.